Online, tiếp tục với chuỗi series những cái mẹo nhỏ trong Word. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu bạn một cái cách, cái mẹo đó là chúng ta in hai mặt và in chẵn lẻ ở trong Word một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Trong Word thì chúng ta có thể in hai mặt và có thể máy in không in được hai mặt thì chúng ta có thể đảo giấy và chúng ta in hai mặt. Tuy nhiên thì việc in hai mặt của các bạn hiện nay, các bạn thì các bạn đang sử dụng cái phương pháp thủ công. Có nghĩa là thế này. Các bạn ví dụ gặp một cái trường hợp, một cái file Word của chúng ta có rất nhiều trang mà các bạn muốn in cái file này thành hai mặt. Và các bạn thường thì chúng ta sẽ thao tác, chúng ta in như thế này. Các bạn gõ đây trang chặn, trang lẻ trước. Đấy, các bạn như thế này. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta đánh số trang từng trang này thì nó chỉ đảm bảo đối với những cái file mà các bạn có từ khoảng là đôi ba chục trang trở lại thôi. Còn nếu mà gặp cái trường hợp mà chúng ta in một cái file nào đấy có hàng trăm trang ấy, thì việc mà chúng ta phân ra trang chẵn lẻ thế này thì là cực kỳ phức tạp. Cho nên phương pháp này là hoàn toàn không khả thi và tốn rất nhiều thời gian. Thế thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách mà chúng ta in hai mặt cũng như in trang chẵn lẻ một cách nhanh nhất và chính xác nhất, tốn ít thời gian nhất cho các bạn. Thế thì cách làm như thế nào? Cách làm thì cũng rất đơn giản thôi. Đây là cái mẹo nhỏ, cho nên là các bạn chỉ cần làm như thế này. Trong Word nó có một cái chức năng mà giúp chúng ta có thể thực hiện được cái cách chúng ta in hai mặt và in chẵn lẻ một cách nhanh nhất. Và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký để chúng ta theo dõi những cái mẹo nhỏ mới nhất trong cái chuỗi series của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào cái mẹo hôm nay, đó là in hai mặt và in chẵn lẻ. Thì đầu tiên các bạn cũng vào giao diện in như chúng ta thường làm. Và các bạn chú ý cho mình là trong cái phần setting, ở cái phần cài đặt cái bản in này thì chúng ta sẽ có hai cái chức năng mà các bạn có thể là in như sau. Thứ nhất, cái phần mà print markup thì cái này là chúng ta sẽ in toàn bộ nhé. Còn chúng ta có hai cái đây. Một là only print out space, tức là cái này chúng ta sẽ in trang lẻ. Nếu các bạn tích vào đây chúng ta sẽ in cái trang lẻ thôi. Thứ hai, only print even space, chúng ta sẽ in trang chẵn. Như vậy là khi chúng ta muốn in trang lẻ thì các bạn chỉ tích chọn vào đây. In trang chẵn thì các bạn tích chọn và các bạn nhấn print bình thường. Đó là cách chúng ta in chẵn lẻ. Thế thì ngoài ra nếu chúng ta muốn in hai mặt thì thế nào? In hai mặt thì đầu tiên là các bạn vào, các bạn chọn cho mình cái in trang lẻ trước. Các bạn chọn cái này. In trang lẻ thì các bạn không cần phải đánh số trang nữa. Không cần phải đánh số trang. Và chúng ta chỉ việc chọn cái này thôi. Print out, chúng ta sẽ in thôi. Mà nhấn in. Khi nhận in xong thì nó sẽ in trang chặn, xin lỗi các bạn, là trang lẻ từ trang số 1 đến trang lẻ cuối cùng. Sau đấy thì nếu mà cái trang chặn cuối cùng thì các bạn không cần phải bỏ cái trang cuối cùng nữa. Các bạn lật luôn cả cái tập giấy in vừa in ra, lật ngược lại, các bạn cho vào máy in. Còn nếu mà cái trang lẻ cuối cùng thì các bạn bỏ cái trang lẻ cuối cùng đi. Và các bạn lấy từ cái trang tiếp theo đấy, các bạn lật toàn bộ lại. Các bạn không lật từng tờ một nhé. Và lật luôn cả tập. Ví dụ như mình ở đây 25 trang, có nghĩa là trang lẻ cuối cùng thì mình sẽ bỏ cái trang lẻ đi. Và chúng ta chọn cái dòng thứ hai là print even page. Và ở đây các bạn đánh ngược trở lại cho mình, đó là ví dụ mình bỏ cái trang 25 rồi ấy, thì còn trang 24 rồi, các bạn chọn là 24 gạch ngang 2. Thế thì khi chúng ta nhấn print thì nó sẽ in trang chẵn từ trang 24 đến trang 2, nó in ngược lại. Như vậy thì nó sẽ đỡ cho bạn thời gian các bạn phân loại giấy, các bạn lọc ra từng tờ một, rất là mất thời gian đối với các bạn mà để các bạn đánh từng số trang một, đúng không? Thế vừa rồi là mình đã giới thiệu các bạn cái cách mình chúng ta in hai mặt, in trang chẵn lẻ một cách nhanh nhất. Hy vọng các bạn thì trong cái mẹo nhỏ này các bạn có thể ứng dụng tốt nhất trong cái công việc của mình. Và các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất trong chuỗi series
những mèo nhỏ trong Wood. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.